Chào mừng các bạn đến với bản tin chuyển nhượng ngày 20 tháng 6 trên kênh Dược Offside. Bản tin cập nhật những thông tin chuyển nhượng mới nhất của bóng đá châu Âu trong 24 giờ qua. Từ chối Man United, Ruben Neves chuẩn bị đến Ả Rập Xê Út. Wolverhampton đã đạt thỏa thuận bán tiền vệ Ruben Neves cho Al Hilal với mức phí 47 triệu bảng. Thỏa thuận cá nhân giữa Ruben Neves với Al Hilal rõ ràng không phải vấn đề gì quá lớn. Cầu thủ người Borussia cũng cởi mở với việc gia nhập Al Hilal sau khi cơ hội chuyển đến Barcelona gần như là không còn. Cuối mùa giải vừa qua, Neves đã chia sẻ rằng anh muốn thi đấu ở Champions League khi nói về tương lai. Hãy xem điều gì xảy ra. Tôi luôn nói điều tương tự rằng tôi muốn ở lại đây. Nhưng tôi chưa bao giờ giấu giếm mong muốn được chơi bóng ở Champions League. Trong bóng đá, bạn cần hướng đến mục tiêu chính của mình. Và đó sẽ là quyết định quan trọng với tôi và gia đình. Hợp đồng của Neves với Gover sẽ đáo hạn vào mùa hè năm sau. Cầu thủ 26 tuổi cũng được liên hệ gia nhập Man United trong những kỳ chuyển nhượng gần đây. Tuy vậy, giờ thì Neves sẽ gạt bỏ tất cả những ước mơ ở châu Âu để cải thiện thu nhập đáng kể tại Ả Rập Xê Út. Ruben Neves đã ghi 6 bàn và đóng góp 1 kiến tạo trong 35 trận đấu ở Premier League một trước cho Gover. Anh gia nhập Gover từ Porto năm 2017 và đã có 253 lần ra sân cho câu lạc bộ này. Ruben Neves sẽ là ngôi sao tiếp theo chuyển đến Saudi Pro League. Làn sóng này bắt đầu sau khi Cristiano Ronaldo chuyển đến Al Nassr vào tháng 12 năm ngoái. Karim Benzema đã từ chối ở lại Real Madrid để đầu quân cho câu lạc bộ Al Ittihad. Những tin đồn gần đây cho thấy N'Golo Kanté, Kalidou Koulibaly và Hakim Ziyech cũng đang được các đội bóng ở Ả Rập Xê Út quan tâm. Ngoài ra, Riyad Mahrez cũng có thể thi đấu ở vùng vịnh vào mùa giải tiếp theo. Arsenal chia tay cả Thomas Partey và Granit Xhaka. Arsenal đã sẵn sàng cải tổ hàng tiền vệ của mình. Họ chấp nhận chia tay cả Thomas Partey và Granit Xhaka ở kỳ chuyển nhượng ngày 2023. Theo Daily Telegraph, Xhaka sẽ gia nhập Bayer Leverkusen với một bản hợp đồng trị giá 13 triệu bảng. Partey thường xuyên dính chấn thương và không đóng góp đều đặn cho Arsenal. Đó là lý do vì sao giám đốc thể thao Edu và huấn luyện viên Mikel Arteta sẵn sàng để anh ra đi. Hai câu lạc bộ Serie A đang theo dõi tình hình của Partey và Arsenal sẵn sàng bán anh với giá 30 triệu bảng. Arsenal bất ngờ quay xe vụ Kieran Tierney. Theo đó, pháo thủ dự kiến sẽ gia hạn hợp đồng với hậu vệ Kieran Tierney sau khi huấn luyện viên Arteta cam kết sẽ trọng dụng cầu thủ này. Nguồn tin của tờ Football Transfer cho biết cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng giữa câu lạc bộ Arsenal và hậu vệ Kieran Tierney đang tiến triển khá tốt và gần như chắc chắn cầu thủ người Scotland sẽ ở lại thi đấu cho đội bóng thành London trong mùa giải tới. Barca đón tân binh đầu tiên trong hè 2023. Tối ngày 19 tháng 6, Barcelona đã chiêu mộ thành công cầu thủ trẻ Mikhail Feije từ NK Custodia Zagreb. Mikhail Feije là trung vệ triển vọng bậc nhất của bóng đá Senegal. Barcelona ký hợp đồng với sao trẻ 18 tuổi đến năm 2027, đính kèm điều khoản giải phóng trị giá 400 triệu euro. Thương vụ này tiêu tốn của câu lạc bộ chủ sân Camp Nou 5 triệu euro. Trước mắt, Mikhail sẽ chơi cho đội dự bị trước khi tìm kiếm cơ hội ở đội hình chính. Cầu thủ này cao 1m86, thuần chân trái. Anh có thể chơi tốt ở cả vị trí trung vệ lẫn hậu vệ biên nhờ kỹ thuật và tốc độ ấn tượng. Ngoài ra, cầu thủ sinh năm 2004 còn được đánh giá cao ở khả năng chọn vị trí và dứt điểm bằng đầu. Jose Mourinho trực tiếp ra tay vụ Greenfield Zaha. Theo Gazeta del Sport đưa tin, huấn luyện viên Jose Mourinho đã trực tiếp liên hệ để mời Greenfield Zaha đến với Roma ở kỳ chuyển nhượng hè 2023. Cựu tiền đạo của MU mới đây đã từ chối gia nhập một câu lạc bộ ở giải Ả Rập Xê Út. Tiền đạo 30 tuổi muốn tiếp tục gắn bó với bóng đá châu Âu. Mourinho đã liên hệ mời Zaha về Roma. Ông đang chờ đợi câu trả lời của tiền đạo này. Arsenal chi 150 triệu bảng, chốt cú đúp bom tấn. Tờ Evening Standard cho rằng pháo thủ hoàn toàn tự tin trong việc chiêu mộ hai ngôi sao Premier League. Theo nguồn tin của tờ Evening Standard, Arsenal đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ cả Kai Havertz và Declan Rice. Nhật báo trên cho hay, Arsenal đang đàm phán nâng cao với hai cầu thủ và tự tin sẽ thực hiện được cả hai thỏa thuận lớn trong những tuần tới, trong khi chưa có lời đề nghị nào của Bayern Munich dành cho Havertz. Arsenal dự kiến sẽ chi 100 triệu bảng để hỏi mua Declan Rice. Trong khi đó, những người đứng đầu câu lạc bộ cũng chuẩn bị gặp Chelsea để chốt thỏa thuận trong thương vụ Kai Havertz. Với họ, vấn đề về thỏa thuận cá nhân gần như đã giải quyết ổn thỏa khi cả Kai Havertz lẫn Rice đều muốn chuyển đến Emirates. Nhật báo trên cho hay,
pháo thủ có thể sẽ tiêu tốn 150 triệu bảng để có thể sở hữu cặp đôi nói trên. Sau một mùa giải thành công, Arsenal đang thu hút sự quan tâm của nhiều ngôi sao hàng đầu. Nếu kế hoạch chuyển nhượng diễn biến thuận lợi, pháo thủ hứa hẹn sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa. Pep Guardiola sẵn sàng để chữ ký 70 triệu gia nhập Arsenal. Trao đổi với tờ Football Insider, khi cầu thủ Alan Houghton đã đưa ra những nhận định đáng chú ý xoay quanh ngôi sao người Bồ Đào Nha. Theo quan điểm đến từ Alan Houghton, Joao Cancelo thực sự là một thương vụ tuyệt vời dành cho Arsenal và huấn luyện viên Pep Guardiola cũng sẽ không ngần ngại để hậu vệ này đầu quân cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Manchester City. Khi cầu thủ nghe anh chia sẻ, tất nhiên Cancelo sẽ rất vừa với Arsenal. Khi Cancelo còn chơi cho Man City, cậu ấy là hậu vệ cánh đầu tiên bó vào trong và thi đấu như một tiền vệ. Đó cũng là cách mà Mikel Arteta đang bố trí. Hãy nhìn Oleksandr Zinchenko, đó là vai trò mà cậu ấy đang đảm nhận và cũng là lý do cậu ấy đá chính thay vì Kieran Tierney. Tierney không thể thích nghi với lối chơi đó. Nhưng nếu Arsenal có thể ký hợp đồng với một cầu thủ như Cancelo, thương vụ này chắc chắn sẽ giúp họ trở nên tốt hơn. Cancelo rất linh hoạt, cậu ấy có thể chơi ở cánh trái hoặc cánh phải. Pep Guardiola không lo lắng về việc bán đi cầu thủ của mình cho đối thủ và tôi nghĩ trường hợp của Cancelo cũng sẽ như vậy. Theo tờ Football Insider, Manchester City đang đòi hỏi khoảng 70 triệu bảng cho sự phục vụ của ngôi sao người Bồ Đào Nha.